Phunro TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 29 tháng 11 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục tăng tại các địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Theo dự báo của nhiều chuyên gia, cuối năm 2021, giá hồ tiêu trong nước có thể chinh phục mốc giá 100.000 đồng một kg. Theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế EPC, sản lượng hồ tiêu toàn cầu sẽ đạt 574.000 tấn trong năm 2021, giảm đi 3% so với ghi nhận vào năm trước, trong đó sản lượng của Việt Nam giảm đi 8%. Tại Indonesia, dự báo sản lượng hồ tiêu của nước này có thể giảm ít nhất là 30% trong vụ mùa năm sau. Tương tự, những người trồng tiêu tại bang Karnataka, Ấn Độ lo lắng sản lượng vụ này sẽ tiếp tục giảm mạnh và không bằng 50% so với vụ trước. Bên cạnh những yếu tố kể trên, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển cũng là những nguyên nhân dự kiến sẽ tác động lên giá hồ tiêu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu tăng thêm 500 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm, với mức giá thu mua từ 82.500 đến 86.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức 83.500 đồng 1 kg, tăng thêm 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu sáng nay thu mua mức 82.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu cũng tăng thêm 500 đồng và thu mua ở mức 83.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu hôm nay chạm mức 86.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua ở mức 84.500 đồng 1 kg. Như vậy, theo ghi nhận, sáng nay thì giá hồ tiêu tại các vùng trồng tiêu trọng điểm đã tăng thêm 500 đồng trên 1 kg. Với giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam thì vẫn giữ ổn định với loại tiêu đen 500g trên lít và 550g trên lít. Hiện vẫn đang có mức giá là 4.290 USD trên tấn và 4.390 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD thì giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có mức giá là 97.300 đồng tới 99.600 đồng 1 kg. Theo dự báo thì trong những tháng cuối cùng của năm 2021, giá hồ tiêu trong nước sẽ tăng tốt do nhu cầu tại Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Trung Quốc đồng loạt dồn mua hàng, nhất là quý 1 của năm 2022, bởi lượng hàng thời gian này rất khan hiếm, ngay cả khi vụ tiêu mới của Việt Nam bước vào thu hoạch nhưng cũng chưa đủ thời gian để đưa ra thị trường. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 29 tháng 11. Phunro TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.